Diễn đàn quốc tế Việt Nam-Hàn Quốc về ứng dụng thiết bị công nghệ thông tin trong giáo dục vừa diễn ra sáng ngày 29 tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội. Diễn đàn này do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức. Từ năm 2013 đến nay, Hàn Quốc đã hỗ trợ cho 9 quốc gia trên thế giới xây dựng mô hình thí điểm lớp học sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin. Trong năm 2015, Hàn Quốc tiến hành hỗ trợ Việt Nam và Uzbekistan xây dựng mô hình này. Tại Việt Nam, lớp học được xây dựng thí điểm tại trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, Hà Nội. Tại diễn đàn, các đại diện giáo dục Việt Nam, Hàn Quốc và các khách mời đến từ Uzbekistan, Azerbaijan, Mông Cổ, Sri Lanka, Colombia và Philippines đã chia sẻ chính sách, kinh nghiệm của mỗi nước trong ứng dụng và phát triển các phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Hàn Quốc đang triển khai một số chương trình hợp tác về giáo dục liên quan tới ứng dụng công nghệ thông tin như dự án trường đại học ảo tại trường đại học Bách khoa Hà Nội, dự án về đào tạo từ xa tại trường đại học Mở Hà Nội. Thưa quý vị, lớp học sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin đầu tiên tại Việt Nam vừa được khai trương tại trường phổ thông trung học ở Cầu Giấy, Hà Nội vào sáng ngày 30 tháng 10 năm 2015. Đây là mô hình thí điểm do Bộ Giáo dục Hàn Quốc tài trợ trong khuôn khổ chương trình hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về giáo dục đào tạo. Hiện tại, mô hình lớp học sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin đang được áp dụng mạnh tại Hàn Quốc và thí điểm tại 9 quốc gia khác trên thế giới. Việt Nam là nước thứ 10 được hỗ trợ. Bộ Giáo dục Hàn Quốc đánh giá cao Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh ngành giáo dục, đào tạo và ngành công nghệ thông tin. Do đó chúng tôi hân hạnh chỉ định Việt Nam để triển khai dự án thử nghiệm xây dựng lớp học áp dụng công nghệ thông tin. Lớp học sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin được trang bị các máy tính cá nhân, máy tính bảng, máy chiếu vật thể, màn hình tương tác, bảng thông minh. Sự kết hợp giữa hình ảnh, video, âm thanh, văn bản và biểu đồ hỗ trợ tối đa quá trình dạy và học tương tác đa chiều. Kỹ thuật đồ họa nâng cao giúp giáo viên và học sinh mô phỏng nhiều thí nghiệm, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội. Các bài giảng và tài liệu học được giáo viên chia sẻ qua nhiều kênh thông tin thông qua Internet. Sự tiếp thu của mình nó được cải thiện lên rất là nhiều, bởi vì thay vì là được học thụ động thì chúng em được chủ động tìm thông tin và tự sáng tạo. Ngoài ra thì còn được tiếp cận với nguồn tư liệu lớn ở trên thế giới. Nếu mà muốn nhân rộng mô hình này thì thứ nhất là lúc bây giờ có thể các thiết bị ở Việt Nam có thể thay thế được này. Thứ hai là các cán bộ nòng cốt của tôi có thể là chuyển giao công nghệ về e-learning hoặc là về cái cách sử dụng phòng này. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Mạnh Hùng cũng đến dự và khẳng định trong thời gian tới, mô hình lớp học ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được nhân rộng tới nhiều trường trong cả nước.